Quý vị và các bạn, nồi chiên không dầu là một sản phẩm đã quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình. Tùy theo nhu cầu sử dụng, các bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc nồi chiên với dung tích lớn nhỏ khác nhau. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm hoàn toàn mới vừa được ra mắt bởi tập đoàn Kangaroo. Nồi chiên không dầu Kangaroo KG12AF1A sẽ thỏa mãn tất cả những khách hàng khó tính nhất. Tất cả những công nghệ hiện đại và mới nhất sẽ được tích hợp trong chiếc nồi chiên không dầu này. Công nghệ Rapid Air độc đáo giúp giảm 80% lượng mỡ dư thừa. Với thiết kế mới ở mặt kính, giúp bạn dễ dàng quan sát thực phẩm bên trong. Dung tích cực lớn 12 lít, giúp bạn và gia đình có thể chế biến ngay cả những món ăn cồng kềnh hoặc cùng một lúc, có thể chế biến những món ăn có số lượng lớn mà không hề lo thiếu chỗ hay chồng chất lên nhau. Công nghệ chiên kết hợp luồng khí nóng cao lưu, tuần hoàn 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nướng linh hoạt và tự động. Với công suất 1800W, làm nóng nhanh và có thể cài đặt nhiệt độ lên 200 độ C. Bảng điều khiển chạm HD hiện đại và đơn giản, thao tác thuận tiện dễ dàng, sử dụng tất cả chức năng ngay trên màn hình. Nồi chiên không dầu Kangaroo KG12AF1A được tích hợp đa chức năng: nồi chiên, lò nướng, lò vi sóng, giã đông, máy sấy và vỉ nướng. Cửa xoay nồi chiên có thể tháo rời, cực kỳ tiện lợi cho việc vệ sinh và lấy thực phẩm thuận tiện hơn. Chân đế vững chãi, an toàn, cửa thoát khí lớn, giúp tản nhiệt nhanh, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm. Phụ kiện đi kèm tiện lợi đa năng, bộ 6 phụ kiện đi kèm rất đa dạng, độc đáo sẽ giúp làm bạn không phải thất vọng và khó xoay sở trong bất kỳ trường hợp nào. Với những món ăn dù cả một con gà to hay chỉ là những món ăn với kích thước nhỏ, khay hứng dầu, chiên nướng, ba vỉ chân không, lồng nướng xoay tròn và dụng cụ lấy vỉ làm khung đỡ. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại bên dưới màn hình để được tư vấn thêm về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!